mưa quá các bạn, trời này mưa suốt luôn. Chỗ này trời mưa cho nên là Phương không có mượn được, không có dám mượn xe của anh em để mà review. Tại vì thứ nhất là xe nó sẽ dơ, cái thứ hai nữa là trời mưa thì rất là khó khăn cho anh em tới gặp để mà quay những shot hình đẹp. Thôi thì ngày hôm nay Phương sẵn tiện đây có mang đến một chiếc phân khối lớn mà có thể nói là trong suốt cái hành trình mà nó ra mắt nó đã gây rất là nhiều tiếng vang, một cái hãng xe từ Đức. Vậy thì chiếc xe đó là xe gì thì hãy cùng đi theo Phương. Đây, mẫu xe thần thánh BMW S1000RR hay anh em hay gọi là cá mập. Thì với phiên bản 2020 thì cái mẫu xe này nó đã đổi lại cái con mắt đối xứng và anh em lại gọi nó là cá heo. Thì chúng ta bỏ qua cái biệt danh đó đi để mà hãy cùng Phương tìm hiểu về những cái chi tiết ở trên xe, những cái kiến thức mà Phương đã tìm hiểu ở trên mạng để cho những anh em nào chúng ta đang đam mê mẫu xe này cũng như là muốn có được cái những cái trải nghiệm, những cái mà thắc mắc thì Phương ngày hôm nay sẽ cố gắng để mang đến những cái tìm hiểu của Phương trên cái mẫu xe này để mà cho anh em có cái nhìn cận cảnh hơn. Và Phương vẫn hy vọng là trời mưa mặc dù là không thể mang cho anh em những cái shot hình đẹp nhưng mà với động lực anh em subscribe và like cho cái kênh Express Center thì Phương vẫn muốn làm cho anh em thêm nhiều video clip nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi cá mập S1000RR 2016 có những điểm gì đặc biệt. Thì nói về mẫu xe này, qua những cái cải tiến mới nhất thì cái mẫu 2016 này có thể nói là nó được xem thời điểm hiện tại là lỗi thời. Tuy nhiên với những anh em nào là beamer, là những người yêu cái mẫu xe này thì nó vẫn có một cái sức hút rất là kỳ lạ. Và nếu như anh em chúng ta nhìn vào mẫu xe này thì thật sự nó đẹp. Và Phương đã có cơ hội được trải nghiệm cả tuần lễ nay rồi. Cái cảm giác khi mà chúng ta chạy con xe này ngoài đường thì nó mang lại cái sức hút rất là lớn ha. Và bên cạnh đó thì cái mẫu xe này nó còn được trang bị cái hệ thống bô Aston Racing của Anh, của Anh Quốc. Và cái mẫu bô này là CB1RR dành riêng cho S1000RR, giúp cho cái mẫu xe này nó tăng mã lực là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó được thiết kế full system từ cổ cho tới lon. Và giá của cái bô này là rơi vào khoảng 70 triệu full system cho S1000RR. Bên cạnh đó, cái món đồ chơi thứ hai mà Phương muốn kể đến trên cái mẫu xe này giúp cho cái xe này nó thể thao hơn, nó mang cái dáng vẻ của một chiếc MotoGP hơn, đó chính là việc cái chản 3 được thiết kế một cái chản 3 CNC. Và cái bản chản 3 này là đồ chơi cho S1000RR luôn, nó khiến cho cái người ngồi xe sẽ có cảm giác lái nó chậm hơn. Bây giờ thì Phương sẽ ngồi thử cho anh em coi. Ok, thì Phương đang để người Phương thì tất cả vị trí chân, hông và tay lái thì nó có bán vẻ, nó có dáng vẻ chồm hơn. Sorry, thì nói thì đôi khi nó hơi trục chặt chút xíu bởi vì có cơ hội được trải nghiệm những dòng xe này đối với Phương, đó là một cái đồ, một cái cảm giác rất là tuyệt vời ha. Thì Phương cũng muốn chia sẻ cái cảm giác đó cho anh em. Vỗ tay với ghi đông slip on như thế này thì sau hơn 3 ngày trải nghiệm, Phương có cảm giác là khá mỏi. Và đối với những anh em là chúng ta đang chuẩn bị mà chơi những dòng Superbike như thế này thì anh em phải chuẩn bị một cái tâm lý là chúng ta sẽ phải hơi gồng mình để mà làm quen với là chú cá mập này. Đó, thì ở đây thì các bạn có thể thấy được là ngoài cái tư thế ngồi, ở đây thì Phương muốn nói cho anh em là cái vị trí chống chân. Tại vì ở đây Phương đã bend lên rồi cho anh em là Phương thấy Phương hơi nhón. Nhưng mà với một chiều cao khoảng 1m68 như Phương, chạy con xe này vẫn chống chân rất là thoải mái các bạn ha. Và những bạn nào chúng ta là những người chốc bán người châu Á mà muốn sở hữu, muốn chạy những chiếc super bike như thế này, super bọt như thế này thì anh em có thể thấy được là chúng ta có hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc là chống chân, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên có một cái điểm mà Phương hơi gọi như là không thích ở sport lắm, đó chính là việc chúng ta phải
gồng gánh con xe này dẫn dắt rất là cực, bởi vì con xe này nó sở hữu cái khối động cái tổng trọng lượng ước của nó lên tới 204 kg. Và cái bản 2016 này thì nó đã nhẹ hơn với những cái bản bản từ cuối 2015 tới 2016 như thế này, thì nó sẽ nhẹ hơn cái bản đời trước, đời từ 2013 trở đi trước nó 5 kg. Và các bạn biết được là việc tinh chỉnh khung sườn rồi những cái chi tiết ở trên xe đã giúp cho BMW giảm trọng lượng con xe này, và người dẫn dắt hay là người chạy nó cũng có cảm giác nó nhẹ hơn một chút xíu. Rồi, tại sao Phương lại nói con này 2016? Bởi vì con này nó được trang bị cái hệ thống phục điện phía trước, và đời từ 2014 trở về trước thì sẽ không được trang bị phục điện này. Và với phục điện như thế này thì chúng ta sẽ được gọi như là có bộ phận cảm ứng sensor để các bạn có thể an toàn hơn khi mà chúng ta đi những cái địa hình nó khác nhau, phục nó sẽ tự động tùy chỉnh. Và cái thứ hai nữa là với phục điện như thế này thì nó mang lại cảm giác an toàn cho người lái nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua về cái đồng hồ. Thì so với dáng vẻ ở bên ngoài thì các mẫu từ 2016 trở về trước tới 2018 thì nó gần như giống nhau, nhưng mà qua 2019, 2020 thì nó thay đổi hoàn toàn kiểu dáng. Cái này, điều này chắc bạn cũng đã biết rồi. Bây giờ Phương sẽ mở đồng hồ cho anh em coi thử. Đó, anh em có thể thấy được là cái đồng hồ BMW SRR 2016 nó sẽ có những cái tính năng hiển thị. Ví dụ như các bạn vừa mở chìa khóa lên, zoom lại đây cận Phương sẽ cho con các bạn coi, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ báo đèn ABS, đèn cảnh báo các kiểu ha, nằm phía bên góc bên tay trái. Ở phần trung tâm thì sẽ có một cái đồng hồ báo tua. Bên ngoài thì kế bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái bảng LCD nhỏ. Thì với phiên bản 2019-2020 thì chúng ta hoàn toàn full LCD, nhưng mà phiên bản này thì chúng ta có một nửa analog, một nửa còn lại là LCD. Thì nó có báo đầy đủ hết chế độ chạy, rồi báo số cho các bạn. Bên cạnh đó báo nhiệt độ, rồi báo km các bạn sẽ đi được còn lại bao nhiêu km thì các bạn sẽ đổ xăng, rồi thời gian. Và chúng ta có những cái đèn hiển thị ví dụ như là pha code, rồi báo số N. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có đèn cảnh báo để các bạn có thể đổ xăng. Phương nghĩ đây là một chi tiết mà các bạn sẽ quan tâm, bởi vì một người mới tập làm quen với lại cái mẫu xe này, được trải nghiệm mẫu xe này như Phương thì Phương cũng hơi thắc mắc. Và Phương cũng phải hỏi anh em và tìm hiểu là ủa anh ơi, em không thấy kim báo xăng đâu hết. Nhưng mà đối với những đồng hồ như thế này thì nó tối giản hết mức có thể để các bạn có thể nó dùng những cái báo đó để nó chuyển qua những cái chế độ để các bạn có thể chạy. Thì xăng các bạn sẽ báo nhờ cái đèn cảnh báo trên xe, và bên cạnh đó là số km các bạn sẽ còn đi được. Ví dụ như là nó báo 166 như thế này thì các bạn sẽ đi được 166 cây nữa thì mới đổ xăng. Đó. Rồi, ngoài ra thì cái con xe này Phương tìm hiểu là nó có tất cả 4 chế độ chạy. Thứ nhất là chế độ rain, nghĩa là trời mưa giúp cho xe nó an toàn hơn khi các bạn di chuyển những cái cung đường trơn trượt. Cái thứ hai là các bạn sẽ có chế độ sport, chế độ thể thao để các bạn có thể chạy chắc. Và chế độ thứ ba là chế độ ray. Chế độ ray này thì các bạn có thể tùy chỉnh được là và nó sẽ phát huy full mã lực của xe, full power. Thì như vậy các bạn có thể mang con xe này tới đỉnh điểm của tốc độ nếu các bạn là những người tín đồ đam mê tốc độ. Thì ngoài ra chúng ta còn có chế độ user để các bạn có thể tùy chỉnh được những cái chức năng ở trên xe, những cái việc thắng bánh trước bánh sau, ABS bao nhiêu phần trăm tùy theo cái chế độ cá nhân của các bạn, khi mà các bạn muốn con xe này nó chạy theo, nó phát huy những cái điểm mạnh của nó theo cá nhân của riêng mỗi người. Đó là những cái chế độ mà Phương tìm hiểu. Thì chế độ anh em có thể chỉnh bằng cái nút bên này, camera zoom lại gần đây các bạn sẽ thấy được nè, là các bạn sẽ chỉnh được chế độ chạy bên này. Ở trên sẽ là bao tay sưởi ấm. Các bạn cũng biết được là ở những nước châu Âu thì rất là lạnh ha, bao tay sưởi ấm này rất là phát huy tác dụng nè. Rồi chúng ta có thể tắt máy nhanh, rồi đề máy. Thì cái ở đây là đề máy nè, mình sẽ nhấn thử cho các bạn coi. Đó, rất là gọn ha, chỉ với một thao tác thôi. Ở bên cùng tay trái thì các bạn có thể có những cái nút điều hướng để các bạn có thể chỉnh được. Và Phương thì ở đây Phương thấy là đầu tiên chúng ta có vách xin nè. Rồi, cái này là chế độ chúng ta vào bên trong nè, rồi ABS nè. Đó. Rồi, ok, chế độ hazard nè. Rồi, chúng ta có chip, rồi lap để báo cho chúng ta được cái quãng đường chúng ta đã đi, chip A, chip B. Rồi cái tổng cái thời gian chúng ta chạy hoàn thành xong một lap nằm ngay đây luôn. Rồi chúng ta có thể tùy chỉnh lên xuống những cái chế độ, ví dụ như Phương đang ở chế độ user thì chúng ta có thể chỉnh được mức 1, 2, 3 đó, dương hay là
cộng tất cả là sẽ có 7 chế độ ha. DTC sẽ có 7 chế độ. Đó, rồi, kế bên là xi nhan. Đó, và cuối cùng là càng càng cái này rất là lớn luôn. Ê ôi, rất là lớn. À, về con xe này á, thì sau 3 ngày trải nghiệm thì thú thật với các bạn là Phương đã mắc một cơn mưa lớn tại Sài Gòn và đường kẹt xe. Thì thú thật với các bạn là Phương phải dừng xe lại ngồi trên lề nghỉ. Thứ nhất là khói động cơ của nó quá nóng. Cái thứ hai nữa là cái côn của nó, khi mà các bạn biết được kẹt xe chúng ta phải nhích từ từ. Cho nên là có phần rất là mỏi, cho nên Phương quyết định là sẽ ngồi đợi đường vắng đi rồi sẽ tiến mới về nhà. Thì đó là những cái trải nghiệm của riêng Phương. Về cảm giác ống ra, ống ga hay là những chế độ chạy thì con xe này Phương chạy được ở chế độ Ray rồi, chế độ Range rồi, chế độ Sport rồi, cũng trải nghiệm nhiều. Tuy nhiên là nó chưa thực sự rõ ràng bởi vì Phương không có cơ hội để mà mang con cái vận tốc con xe này nó lên cao, chỉ có thể chạy trong thành phố. Và Phương vẫn muốn là anh em mình là một người có thể mặc dù là chạy phân khối lớn nhưng mà vẫn tuân thủ cái việc hấp lực ha. Rồi, về đó là những cái tìm hiểu của Phương sau khi trải nghiệm con xe này. Về cái đồ chơi thì con xe này nó cũng có một số cái đồ chơi nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là bình xăng có một cái miếng dán carbon để chúng ta chống chạy bình xăng. Cái thứ hai nữa là anh em sẽ thấy được cái cặp chống đổ được thiết kế đúng cho BMW FNGR, trên chống đổ này có để nè. Thì khi mà xảy ra va chạm thì chống đổ này nó sẽ bảo vệ toàn những cái thân bên đây luôn, nhất là lốc máy. Thì con xe này nó chưa có cái đồ chơi là bảo vệ lốc máy thì rất là nhiều anh em chúng ta về chúng ta có thể trang bị thêm. Rồi những cái ốp khung sườn carbon để giảm nóng, giống như là Phương đã từng bị. Rồi, về con xe này thì giá trị nhất vẫn là cặp capo thì Phương đã chia sẻ cho anh em rồi. Nhưng mà về những cái chiếc xe Đức, những chiếc xe nhập Đức hoặc nhập Thái thì nó mang đến những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đặc biệt là Phương thích nhất ở dòng xe Đức đó chính là hệ thống Wixit. Wixit của những chiếc cá mập này nó rất là nhạy. Và các bạn chúng ta khi mà chúng ta sử dụng Wixit thì so với lại một mẫu xe, vài mẫu xe mà Phương đã trải nghiệm, ví dụ như là CB, ví dụ như là CBR hoặc là một số mẫu xe giống như là lên cái Wixit thì nó không mượt bằng cái mẫu xe này. Đó là những cái trải nghiệm của riêng Phương. Về xe mẫu xe này thì chia sẻ thêm cho anh em là từ đời 2015 với phục điện thì anh em sẽ có được cái mã lực là hơn 200 mã lực rồi, khoảng 202 mã lực. Và với mã lực cao như vậy thì thực sự nó mang đến một cái cảm giác khi mà chúng ta tăng ga nó vô cùng là phấn khích luôn. Mà nói thì trải nghiệm của riêng bản thân Phương nhiều hơn. Phương biết là ở trên mạng á, anh em đã tìm hiểu cái mẫu xe này rất là nhiều. Qua những cái video clip trên YouTube, qua những cái đánh giá của những người trải nghiệm thì Phương, riêng bản thân Phương cũng muốn mang đến cho anh em những cái nhìn cận cảnh nhất về mẫu xe này. Và đó là tất cả những cái điều mà Phương muốn chia sẻ cho anh em. Rồi, thì cuối cùng Phương vẫn hy vọng là anh em nếu mà chúng ta là những người yêu mến những cái mẫu xe Đức thì anh em có thể subscribe kênh FRS Center hoặc là anh em chúng ta hãy comment ý kiến của mình bên dưới và Phương sẽ tìm hiểu thêm để chia sẻ cho anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.